Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức các em đã được học. Ở lớp 6, chúng ta đã được học hai thể loại văn học. Vậy, em hãy nhắc lại hai thể loại văn học đó. Thể loại văn học thứ nhất mà chúng ta được học đó là tự sự. Tự sự là trình bày một chuỗi các sự việc có mở đầu, diễn biến, kết thúc và qua đó thể hiện một ý nghĩa nào đó. Thể loại văn học thứ hai đó là miêu tả. Miêu tả là giúp người đọc, người nghe hình dung được những đặc điểm, tính chất, nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh. Tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thể loại tiếp theo đó là văn biểu cảm. Như chúng ta đã biết, trong đời sống, ai cũng có tình cảm đối với cảnh, tình cảm đối với vật, đối với mọi người. Tình cảm con người lại rất tinh vi, phức tạp, cụ thể và phong phú. Khi có tình cảm dồn nén, chất chứa, không nói ra được thì người ta dùng thơ, văn để biểu hiện tình cảm. Loại văn thơ đó người ta gọi là văn thơ biểu cảm. Vậy, văn biểu cảm là loại văn như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiết học ngày hôm nay. Tiết 22, tập làm văn, tìm hiểu chung về văn biểu cảm. Một lăng mã, nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm. Một nhỏ, nhu cầu biểu cảm của con người. Trước tiên, các em thử vận dụng từ Hán Việt để giải thích nghĩa đen các yếu tố nhu, cầu, biểu, cảm. Ở đây chúng ta thấy nhu là cần phải có, cầu là mong muốn. Nhu cầu là mong muốn có, biểu là thể hiện ra bên ngoài, cảm là rung động và mến phục. Biểu cảm là rung động được thể hiện ra bằng lời văn, lời thơ. Như vậy, nhu cầu biểu cảm là mong muốn được bày tỏ những rung động của mình thành lời văn, lời thơ. Bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cụ thể, ví dụ ở trong sách giáo khoa, trang số 71. Đọc những câu ca dao sau và cho biết nội dung bài ca dao đó bộc lộ cảm xúc gì. A. Thương thay con cuốc giữa trời, dầu kêu ra máu, có người nào nghe. B. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Thân em như chẽn lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ A. Thương thay con cuốc giữa trời, dầu kêu ra máu, có người nào nghe. Vậy thì ở ví dụ A, các em hãy cho cô biết bài ca dao là lời của ai và thổ lộ tình cảm gì? À, bài ca dao này là lời của người lao động, than cho thân phận mình thấp cổ bé họng, phải chịu nhiều nỗi oan trái. Vậy thì người lao động thổ lộ những cái tình cảm đó nhằm mục đích để làm gì? Để cho người đọc, người nghe chia sẻ nỗi đau và đồng cảm với mình. Chúng ta sang ví dụ B. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông. Thân em như chẽn lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Tương tự như ở ví dụ A, chúng ta thấy ở ví dụ B, bài ca dao này đã thổ lộ tình cảm gì và nhằm mục đích để làm gì? Bài ca dao này nói lên vẻ đẹp mênh mông, bát ngát, qua đó ngợi ca cánh đồng rộng lớn, bao la và ngợi ca vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống của cô gái, từ đó thể hiện một tình yêu quê hương đất nước, con người, mục đích là để mọi người cùng đồng cảm, sẻ chia. Vậy thì theo em, người ta thổ lộ tình cảm để làm gì? À, để mong được chia sẻ, đồng cảm những vui buồn ở trong cuộc sống. Vậy thì khi nào người ta có nhu cầu biểu cảm? Khi có những cái tình cảm đẹp nhất, chất chứa, muốn biểu hiện, thổ lộ cho người khác biết, thì người ta sẽ có nhu cầu biểu cảm. Bởi nhu cầu biểu cảm là mong muốn được bày tỏ những cảm xúc rung động của mình thành lời văn, lời thơ. Nhưng các bạn nhớ cho cô này,
Không phải tình cảm nào cũng có thể viết thành văn biểu cảm. Bởi những cái tình cảm nhỏ nhen, ích kỷ thì sẽ không được ai chia sẻ và đồng cảm. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày có khi nào chúng ta xúc động trước một cảnh đẹp thiên nhiên hoặc một cử chỉ cao thượng của một ai đó hay không? Cô tin là có, bởi là con người ai cũng có những giây phút xúc động như vậy. Nhờ đó mà các nhà văn, nhà thơ đã viết nên những tác phẩm hay, gợi ra sự đồng cảm ở người đọc. Trong thư gửi cho bạn bè, các em có biểu lộ tình cảm không? Chắc chắn là có. Vậy thì dựa vào hai ví dụ trên, các em thấy người ta biểu cảm bằng những phương tiện nào? À, chúng ta thấy người ta biểu cảm bằng ca dao, bằng thư, bằng bài thơ, bài văn, đoạn văn, vân vân. Vậy thì thế nào là văn biểu cảm? Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh và khơi gợi lòng đồng cảm nơi người đọc. Chúng ta thấy văn biểu cảm chỉ là một trong vô vàn những biểu cảm của con người như ca hát, vẽ tranh, gảy đàn, thổi sáo, những sáng tác văn nghệ nói chung đều có mục đích để biểu cảm. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong phần 1. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang phần 2 nhỏ là đặc điểm chung của văn biểu cảm. A nhỏ là ví dụ sách giáo khoa trang số 72. Đối với phần này, nội dung tìm hiểu, thứ nhất là các bạn tìm hiểu nội dung biểu đạt của đoạn văn. Nội dung ấy có đặc điểm gì khác so với nội dung của văn bản tự sự và miêu tả? Thứ hai là phương thức biểu đạt tình cảm, cảm xúc ở hai đoạn văn trên. Chúng ta cùng đi tìm hiểu vào ví dụ thứ nhất, đoạn văn số 1. Thảo thương nhớ ơi, mới ngày nào Thảo còn ngồi chung một bàn với Hồng, Minh, Ngọc. Thế mà nay Thảo đã theo cha mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để cho bọn mình xiết bao mong nhớ. Thảo có nhớ những lần bọn mình cùng dạo Hồ Tây, cùng chơi Thủ Lệ, cùng tham quan ao vua. Thảo có nhớ một lần mình ốm dài, chép bài cho mình. À, chúng ta thấy nội dung của đoạn văn thứ nhất nói về nỗi nhớ bạn gắn liền với những kỷ niệm. Thứ hai là nội dung chủ yếu là bộc lộ cảm xúc, bên cạnh đó thì vẫn có những cái yếu tố đó là miêu tả và kể. Về phương thức biểu đạt, ở đây đã sử dụng những từ ngữ trực tiếp để nói lên tình cảm của mình. Ví dụ như thương nhớ ơi, thế mà, xiết bao mong nhớ, đó là biểu cảm trực tiếp. Chúng ta cùng nhau chuyển sang ví dụ số 2, đoạn văn 2. Trên đài, một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất nước ta trong đêm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung cửa đọng lại, đứng im không nháy nữa. Đêm đã đi vào chiều sâu mà vẫn còn nghe âm vang mãi giọng hát của người con gái lúc nãy, một giọng hát dân ca ngân nga bát ngát như cánh cò trên đồng lúa miền Nam chạy tới chân trời, có lúc rụt rè e thẹn như khóe mắt người yêu mới gặp, có lúc tinh nghịch duyên dáng như những đôi chân nhỏ thoăn thoắt gánh lúa chạy trên những con đường làng trộn lẫn bóng tre và bóng nắng. Có lẽ không phải là một người con gái đã hát trên đài, đó chính là quê hương ta đang lên tiếng hát, tiếng ngân nga dội lên từ lòng đất. Ở góc vườn có đôi cây sầu đông và một dàn bầu đong đưa quả nặng. Một ngày đã xa, mẹ ta đỡ chôn nhúm rau của ta thủa lọt lòng. Đó là tiếng ngân của mặt đất, của dòng sông, của những xóm làng và những cánh đồng sau một ngày lao động và chiến đấu. Đoạn văn số 2. Thứ nhất là nội dung tình cảm, nói về tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. Và nội dung chủ yếu là bộc lộ cảm xúc, bên cạnh đó vẫn có yếu tố kể và tả. Phương thức biểu đạt đó là sử dụng các phép tư tù, chuỗi hình ảnh, biểu cảm, gián tiếp. Chúng ta cùng chuyển sang phần B nhỏ là ghi nhớ sách giáo khoa trang số 73. Các bạn lưu ý cho cô một số ý sau. Thứ nhất,
Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh. Mục đích là để khơi gợi sự đồng cảm nơi người đọc bởi những tình cảm đẹp, nhân văn. Thứ hai, văn biểu cảm còn gọi là văn trữ tình, bao gồm các thể loại văn học như thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tùy bút, vân vân. Thứ ba là cách thức biểu đạt có hai cách. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 25 mã là luyện tập. Phần luyện tập, các bạn theo dõi bài tập số 1 và số 2 ở trong sách giáo khoa trang số 73, 74. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bài số 1 sách giáo khoa trang 73, 74. Các bạn theo dõi yêu cầu của bài số 1. So sánh hai đoạn văn sau và cho biết đoạn văn nào là văn biểu cảm, vì sao? Hãy chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn văn ấy. A. Hải đường, loài cây nhỡ, họ chè, lá dài, dày, trên mặt trên bóng, mép có nhiều răng cưa, hoa mọc từ 1 đến 3 đóa ở gần ngọn cây. Ngọn cành có cuống dài, tràng hoa màu đỏ tía, nhị đực rất nhiều. Hoa nở ở Việt Nam vào dịp Tết âm lịch, đẹp, không thơm, thường trồng làm cảnh. Đó là theo từ điển Bách Khoa Nông nghiệp. B. Từ cổng vào, lần nào tôi cũng phải dừng lại ngắm nhìn những cây hải đường trong mùa hoa của nó. Hai cây đứng đối nhau trước tấm bình phong cổ, rộ lên hàng trăm đóa ở đầu cành, phơi phới như một lời chào hạnh phúc. Nhìn gần, hải đường có một màu đỏ thắm rất quý, hân hoan, say đắm. Tôi vốn không thích cái lối văn hoa của các nhà nho cứ muốn tôn xưng hoa hải đường bằng hình ảnh của những người đẹp vương giả. Sự thực ở nước ta, hải đường đâu phải chỉ mọc nơi sân nhà quyền quý, nó sống khắp các vườn dân, cả đình, chùa, nhà thờ họ. Dáng cây cũng vậy, lá to thật khỏe, sống lâu, nên cội cành thường sần lên những lớp rêu, da rắn màu dỉ đồng. Trông dân dã như cây chè, đất đỏ, hoa hải đường rạng rỡ, nồng nàn, nhưng không có vẻ gì là yểu điệu, thục nữ. Cánh hoa khum khum như muốn thông lại cái nụ cười má lún đồng tiền. Bỗng nhớ năm xưa, lần đầu từ miền Nam ra Bắc lên thăm đền Hùng, tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm hoa hải đường nở đỏ núi Nghĩa Lĩnh. Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, hoa trái quanh năm. Ở đây chúng ta thấy đoạn 1 là miêu tả hoa hải đường dưới góc độ sinh học. Đoạn số 2 là đoạn văn biểu cảm bởi vì nhà văn đã bộc lộ sự yêu thích của mình với hoa hải đường. Từ cổng vào, lần nào tôi cũng phải dừng lại ngắm. Thứ hai, và nhà văn đã sử dụng rất nhiều những liên tưởng so sánh để thấy được hết vẻ đẹp của hoa hải đường. Và tác giả đã sử dụng biểu cảm trực tiếp và cả gián tiếp để bày tỏ cảm xúc, sự yêu thích đối với hoa hải đường. Đó là bài số 1. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Đề bài yêu cầu là hãy chỉ ra nội dung biểu cảm trong bài thơ Sông Núi Nước Nam và Phò Giá Về Kinh. Hai bài thơ trung đại này thì chúng ta đã được học ở tiết học tuần trước. Vậy thì yếu tố biểu cảm trong hai bài thơ này đó là gì? Đối với bài Sông Núi Nước Nam, chúng ta thấy thứ nhất là khẳng định chủ quyền của nước Nam. Thứ hai là khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền phương Nam. Bài Phò Giá Về Kinh, thứ nhất là nói về chiến thắng hào hùng của dân tộc trong cuộc chống quân Mông Nguyên xâm lược ở thời Trần. Và thứ hai là lời động viên xây dựng, phát triển đất nước, niềm tin sắt đá vào sự bền vững muôn đời của đất nước. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn về nhà. Các yêu cầu các bạn làm các bài tập sau. Bài 1 là xác định phương thức biểu đạt của các văn bản mà chúng ta đã học từ đầu năm học cho đến bây giờ. Bài số 2 là kể lại một văn bản có phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Và bài số 3 là các bạn sẽ viết một đoạn văn biểu đạt về chủ đề ngày khai trường đầu tiên. Đó là 3 bài tập mà cô yêu cầu các bạn sẽ làm vào trong vở bài tập. Và các bạn
sẽ đọc và tìm hiểu trước bài đặc điểm của văn biểu cảm. Đây là nội dung ghi bài của tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ghi vào trong vở bài học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Cô chúc các bạn học tập thật tốt.